em chuẩn bị khui cái chiếc HP đáng để trải nghiệm nhất trong năm 2024 này nha cô chú anh chị. Đó, NV ha, 2-in-1 luôn, em sẽ khui ra cho anh chị xem mẫu nha. Chứ bây giờ review mà không cho xem mẫu thì chẳng khác nào thầy bó xem voi đúng không anh chị. Đó, mẫu này là NV 2-in-1 luôn, 14 inch, cực kỳ đẹp ha. Nó chạy chip Core Ultra 7, chip này nghe nói AI nó thông minh dữ lắm. Nhưng mà thông minh cỡ nào cũng không bằng loài người mình được đâu anh chị ơi. Tại vì con người mình nó là cứ muốn 2+2=6 thôi mà, chứ đâu có chịu bằng 4 đâu, vậy kiếm nó mới nhanh đúng không? Nhưng mà nhanh chậm gì đâu anh chị, kiếm cả đời, bền vững nó mới quan trọng nha. Đó, chứ nhanh chậm cái gì. Đây. Đập hộp em nó thì có sách hướng dẫn nè, rồi sạc ha, cắt nguồn, đơn giản thôi, không có gì hết. Em sẽ cho anh chị một sở thị cái siêu phẩm này. Quan trọng là cái giá anh chị, 23.9 thôi. Trời ơi, có Ultra 7 nhôm nguyên khối nha, nhìn đi, hơi bị sang chảnh luôn, cái màu này thì nó hơi bị đầm luôn ha. Anh em nào xài cũng được, mấy chị em xài cũng được luôn. New siêu chuẩn chỉ chăm chăm à. Thì những cái con máy mà em cường khui ra cho anh chị xem mẫu nè, chưa khởi động chưa kích hoạt gì hết, giảm liền cho cô chú anh chị 5 xị. Cho mọi người xem mẫu rồi còn phải hy sinh 5 xị nữa anh chị thấy không, khổ lắm chứ đâu có sung sướng gì. Mẫu này nè, 2-in-1 luôn anh chị, đẹp không, rất đẹp nha. Quan trọng là cái chip Core Ultra 7 RAM 16 ổ cứng 1T. Trời ơi, ổ cứng này thì chiếu cả thế giới cho em. Chip Core Ultra 7 này thì nó khỏe phải nói tới luôn. Quan trọng là AI ha, cực kỳ thông minh. Đó, anh chị xem lại cận cảnh cái mẫu đi. Chứ để xem qua loa quá rồi không có xác định được ha. Cái viền cạnh bo tròn nè, đó thiết kế, ngôn ngữ thiết kế của 2024. Bo tròn nhưng mà không phải tròn trịa nha, mà tròn hơi vuông. Wow, đẹp dữ dằn là trời. Nè, anh chị thấy cái bản lề không? Thép nguyên khối nha. Được, cực kỳ vững chãi luôn, chữ NV đóng chìm ở trong này. Đó, nhôm hết luôn anh chị ơi. 23.9 cũ thôi, bớt 5 xị nữa đi, còn có 23.4 thì anh chị không nhanh cái tay lại cái chân đợi cái gì. Em nói rồi, những cái siêu phẩm mà em cường lên đây nè, đã nói là nó món hời thì anh chị phải nhanh. Tại vì anh chị biết sao, nó đang sale cái lô này thôi chứ hết cái đợt này là không còn nữa, em đảm bảo. Một là tăng giá, hai là vài tháng sau, một năm sau cũng vẫn giá này thì thôi tổ gì mình không mua liền, trải nghiệm liền cho nó sướng đúng không. Đó, mà em nói vậy nhiều anh cũng không chịu đâu, bảo đảm cũng phải vô nó cường nảy ba xạo ba láp. Nhưng mà em nói mình kiếm cả đời, kiếm từ từ, kiếm trong cái sự bình yên an vui, chứ mắc cái gì đâu, ba xạo ba láp để làm cái gì anh chị. Đâu phải mình làm 5-2 năm mình đua đâu, không đem đến được những cái sản phẩm đẹp 400% này và thêm 100%, đó là cái chính sách hậu mãi dịch vụ bảo hành bên cường ha. Mình chiết khấu anh chị 10% dành cho bảo trì bảo hành, thành ra khi mà khách hàng đến bảo trì bảo hành á là mình luôn đón nhận trong cái tâm thế vui vẻ đó, mình không có gì phải bất ngờ hết trơn. Còn bây giờ kinh doanh mấy anh ăn trọn, mấy anh không có chịu dự phòng rủi ro nọ kia, rồi đến khi khách hàng đến mấy anh hả la lối khách hàng rồi cãi lộn về đâu có được. Đó, quan trọng là mình phải có khoản dự trù cho cái việc bảo hành bảo trì, coi như đó là cái chi phí cố định anh chị. New siêu đập hộp luôn. Con này thì có một con em cần khui hộp thôi, không có nhiều đâu, chứ mà nhiều là em cần ra đường ở thiệt. Rồi em cần cảm ơn nha.